đó thành phố, đây là xã. Cái nhà nó nứt ra nửa nhà. Nhà bên tôi nó cũng bắt đầu nó sạt lở, thì mình chỉ có chạy ra và tôi xách cái điện thoại là quay phim lại những cái xà lan mà nó đang lấy cát đó, ở bên bờ sông mình đó, thì tôi chạy ra tôi quay được để rồi bắt đầu là xà lan cát rồi nó cũng bắt đầu nó chạy đi, rồi sau đó thì mới chạy vô nhà là cũng không có dọn dẹp gì được, bởi vì cái nhà nó đã rắc rồi, thì mở cửa chạy vô nhà lấy được cái giấy tờ tùy thân, khai sinh rồi các thứ của con mình, với lại lấy được cái hình thờ của ông bà. Ra sân là nó bắt đầu nó sụp, nó hút cái chân xuống là mình xém chới giới, bắt đầu bỏ dép chạy luôn ra ngoài, là mang vỏ đồ chạy vô tránh khỏi cái vùng sạt lở, rồi thì bắt đầu là chỉ có chứng kiến nữa thôi, là nhà cửa bắt đầu dần cây cối là nó sụp xuống nát tan cái nhà hết luôn. Sao mà nước kỳ em, hồi đó giờ đâu có nước mà tự nhiên nó dâng lên dâng xuống, rồi chạy ra là tính giờ đồ nó không kịp, nó bắt đầu nó lỡ từ nó lỡ dài vô từ mí của thằng Thảo. Hồi nó lúc nó chạy ra, thằng Thảo là cái nhà nó hồi nó báo á là chạy ra tính nó phụ giờ đồ, mà cái nhà nó ra là nó mất rồi, nó là vô tới mấy cái nhà sau nó lật từ tổng cộng hiện ở đây á, là từ hôm qua tới giờ là nó xuống hết 12 cái nhà đó. Cắt từ sáng giờ biết bao nhiêu mà tiền bạc với vàng rồi được chút bây giờ nhà cửa con tắm tay hết trơn rồi, yêu cầu sao á cô cho con một cái nhà mới được, chứ giờ không còn cái gì hết, chỉ còn một người chỉ hai ba bộ đồ thôi đó, chứ hỏi con người ta mà không có cái nhà làm sao được đó, bây giờ nói thiệt mà chết không có chỗ chôn luôn á, con cũng nữa bắt điện thoại con ở lại cái máy à.